Màu xương xám là hết 174 triệu. Đèn Matrix 165 triệu. Bô thể thao 208 triệu. Kính cách nhiệt cách âm đa lớp 121 triệu. Và ôi trời ơi, đạp ga một cái là mình từ ngoài trước văng ra ngoài sau luôn. Thì với cái kiểu chạy của bạn Hiếu phía trên thì nếu mình là mẹ bạn ấy thì mình sẽ chửi. Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là hôm nay mình sẽ đi lái thử chiếc Porsche Cayenne mới. Và lâu lắm rồi mà không được lái Porsche. À, gần đây thì có lái 911 Dakar. Hôm nay thì sẽ được lái Cayenne mới. Mình đang đi chiếc Maserati Gran Turismo. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên khu chế xuất Tân Thuận để qua bên chỗ Porsche Sài Gòn để lấy thử chiếc xe đó. Khi nhắc đến Porsche thì các bạn sẽ nhớ tới điều gì? Đối với bản thân mình thì mình sẽ nhắc tới độ bền của chiếc Porsche. Đúng là Maserati ha. Nó sẽ báo một cái gì đó mà mình không biết nó báo cái gì. Các bạn nhìn chiếc Maserati của mình là một đống đèn ha. Báo lỗi cảm biến xuất lớp, lỗi e túi khí, rồi lỗi đèn tự động, buổi tối thì nó sẽ báo lỗi đèn tự động, nói chung là lỗi tele hụt me hết trơn á. Và đây nội thất các bạn coi nè, trời ơi, nội thất nó xuống hết trơn rồi, mặc dù xe mới đi có 10.000 mai thôi đó. Lời khuyên của mình đó là nếu các bạn thích đi xe Đức, các bạn không muốn sửa nhiều, không muốn làm nó mỗi buổi sáng chúng ta bước xuống là nó có những ngày nó báo đèn tinh như thế này, thì chúng ta hãy mua một chiếc Porsche và tránh xa Maserati ra. Thật, mình đang đi một chiếc Maserati và wow, dữ bỏ quá, dù chạy thì sướng. Tại vì cũng là xe Đức thì Porsche là một hãng xe mà làm ra một chiếc xe nó bền bỉ hơn những cái hãng xe Đức khác. Ví dụ như chúng ta thường thấy là BMW hay là Mercedes hay là Audi thì thường hay bị những cái lỗi lặt vặt, những cái chuyện nọ chuyện kia đối với chiếc xe. Nhưng mà riêng Porsche thì nó khá bền bỉ. Và mình không nhớ mình đã đọc ở đâu á, là người ta nói rằng tỷ lệ một chiếc Porsche còn tồn tại ở trên trái đất này lên tới tầm khoảng 80-90%. Tức là ngoại trừ những cái xe mà bị tai nạn ra thì hầu hết là nó vẫn còn đang xài, không có chiếc nào mà bị quăng vào sổ rác cả. Trước đây thì mình sở hữu thì mình có đi một chiếc Porsche Macan. Còn đi thử thì nhiều lắm, đi thử Porsche thì nhiều. 911 nè, rồi Targa nè, GT2 nè, GT3 nè. À, có lần đi thử bên Singapore được lái chiếc GT4, đó là chiếc xe, có thể nói là chiếc xe thể thao cảm xúc nhất từ xưa đến nay mình từng lái, bởi vì cái khối động cơ nằm ngay phía sau lưng của mình. Rồi, chúng ta quay lại câu chuyện của ngày hôm nay, đó là chiếc Porsche Cayenne. Porsche Cayenne là chiếc xe mà đã cứu lấy hãng Porsche. Nếu các bạn có đọc thì sẽ thấy đó là chiếc xe đã cứu lấy hãng Porsche trong một cái giai đoạn khó khăn của Porsche khi họ chuẩn bị bán mình á. Thì họ đã lấy một khối động cơ xe đua ra, lấy một khối động cơ xe đua ra và gắn lên một chiếc xe mà họ làm có thể nói là một trong những chiếc xe thể thao, SUV thể thao đầu tiên thế giới, đó là chiếc Cayenne. Như có động cơ đó là V8 4.8 đó, với lòng được mạ Ninja siêu. Và đó là cách mà những chiếc xe đua đã tồn tại với tua máy lớn. Và cái thế hệ đầu tiên của chiếc Cayenne hôm rồi mình được chạy trong cung đường Đông Bắc thì phải nói là nó rất đặc biệt, rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó thể hiện được cái sự trâu bò trong cái khối động cơ, điện độ ly trong cái động cơ, và thể hiện được một cái cảm giác đó là nó chiếc SUV cục mực nhưng rất là mạnh. Và đến thời điểm hiện tại thì Cayenne cũng như là Macan cũng là hai cái dòng xe chủ lực của Porsche, đem lại tiền bạc để họ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với những chiếc xe thể thao như 911. Đây là hầm của trung tâm Porsche Sài Gòn.
vô đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều xe khách họ đang để đợi, hoặc là xe demo của hãng. Wow, xe demo hãng nè. Sau khi điền 7749 cái giấy tờ để gọi là miễn trừ trách nhiệm của Boxer thì mình đã lấy được cái chìa khóa. Đây, hôm nay mình sẽ lái với lại bạn Hiếu đến từ trang Autonet. Không, trải nghiệm xe. Đúng rồi. Đây, và đây là chiếc xe hôm nay mình sẽ lái. Cayenne mới. Wow, kế bên là 911. Cái cảm nhận đầu tiên khi lên chiếc xe này đó là mình không thấy một cái gì quen thuộc với những chiếc Boxer mình từng lái cả. Thứ nhất là khởi động một nút bấm. Cái thứ hai nữa là cần số nằm trên cái tắp lô. Ừ, cần số rất là như chìa khóa luôn. Ừ, rất là mắc cười. Còn cái bàn điều khiển ở dưới này quá lạ luôn. Ừ, nó không có gì không liên quan gì hết trơn. Thêm một điểm đặc biệt nữa là khi lên Cayenne mới mình bị lát lát với cái bản đồng hồ rồi. Thì đồng hồ tua máy của tôi đâu? 2000 years later. À đây, tua máy đây rồi. Trời mừng quá. Nói chung là đến thời điểm này á là mình bị, nói thì nói già thì nó không đúng, mà là mình bị chậm so với những cái công nghệ bây giờ rồi. Mình vẫn nãy giờ mình đang tìm một cái đồng hồ tua máy cơ học, nhưng mà bây giờ là đồng hồ kỹ thuật số. Ok. Cái cảm giác mà nãy giờ lái xe một cấp tiếp tua máy sao anh? Nó hơi hơi bàng hoàng nhẹ. Hoang mang mọi người ạ. Nãy giờ sau khi trải qua một đoạn cao tốc Phan Thiết và đi đường quốc lộ 56 để đi về Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu á, thì mình thấy là chiếc Cayenne này nó khá đặc biệt so với những cái xe Boxer mình từng biết. Đầu tiên phải kể đến là cái hệ thống phuộc, nó không còn cái cảm giác mà một chiếc Boxer trước đây đó là nó cứng cáp, mà là nó có thể mềm cũng được, mà nó có thể cứng lại như Boxer trước đây. Có nghĩa là các bạn muốn nó êm thì nó có thể êm được rồi đó, chứ không phải như trước giờ là chuyện êm ái đối với một chiếc xe Boxer thì khó mà kiếm thấy. Thì bây giờ qua chiếc Cayenne này thì các bạn sẽ thấy là nó êm, và khi các bạn cần nó cứng thì chỉ cần chỉnh qua Sport hoặc là Sport Plus thì mọi thứ nó đã xếp lại nó khác hoàn toàn. Về cảm giác vô lăng á, thì Porsche họ đã cố tình để làm cho cái vô lăng này nó có một cái độ rơ nhẹ ở cái khoảng đầu để phù hợp hơn với một chiếc SUV gia đình. Chúng ta sẽ thấy là so với những chiếc Boxer trước đây mà mình từng lái thì nó cái độ nhạy vô lăng nó có giảm đi tí xíu, rất nhỏ thôi. Nếu như các bạn chưa từng lái những chiếc Boxer khác thì các bạn sẽ không cảm nhận thấy, nó vẫn là một chiếc xe rất là nhạy về vô lăng. Nhưng mà nếu các bạn đã từng lái những chiếc Boxer khác thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái độ nhích nhẹ để cho chúng ta đỡ bị cảm giác bị bàng hoàng mỗi khi mà đánh vô lăng đó. Những người mà chưa từng lái Boxer mà lên xe Boxer thì sẽ bị hơi bàng hoàng nhẹ, tại vì mình mới lắc nhẹ một cái thôi cái sao cái xe đi ghê dữ vậy. Thì trên chiếc xe này thì nó sẽ giảm cái độ đó lại một tí xíu để cho những người nào mà chở gia đình đi, hoặc là chúng ta mới làm quen với Boxer thì sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn. Sau khi lái một hồi thì mình cũng đã bắt đầu quen với xe mà không có đồng hồ cơ học rồi, và mọi thứ thể hiện trên màn hình hết. Thì đây là một cái giao diện mới và rất là giống trên chiếc Taycan. Và trên chiếc Cayenne này thì chúng ta sẽ thấy là có một điểm mình rất ấn tượng, đó là ở bên ghế phụ có thể điều chỉnh nhạc dùm cho mình trên cái màn hình trên ghế phụ luôn. Thì đó là một cái điểm đáng khen, tại vì đôi khi khi mà thao tác về chính giữa nó sẽ không tiện bằng thao tác trước mặt. Đặc biệt đó là người ngồi bên phụ đang coi cái gì thì mình nhìn không thấy, như là dán chống nhìn trộm luôn mà. Cái cách để khiến cho người lái không bị mất tập trung. Nói chung là nãy giờ mình chạy thì có một số đoạn chạy khá nhanh, thì thân xe của Porsche phản hồi đúng rồi, vẫn là Porsche. Ôi trời ơi,
đạp ga một cái là mình từ ngoài trước văng ra ngoài sau luôn. Thì với cái kiểu chạy của bạn Hiếu phía trên thì nếu mình là mẹ bạn ấy thì mình sẽ chửi. Bô cho tới cái cảm giác mà nó về số, lên số. Nói chung là vẫn là cảm giác khó, và càng lái thì càng cảm thấy thích, muốn mua, nhưng mà giá thì con này lên tới 7 tỷ mấy. Nhưng chắc chắn chiếc này sẽ là cái chiếc xe mà các bạn mua về mà không ngại cảm lấy, cảm không ngại lấy đi đâu. Tại vì nó đường xấu thì cũng đi được, mà đường tốt thì nó đi nhanh. Điểm khá là đặc biệt của chiếc Cayenne mới, một điểm mà mình thấy hay nữa đó là cái cách thiết kế cái nội thất mới, khiến cho chúng ta sẽ có nhiều chỗ để đồ hơn là những chiếc Porsche trước đây. Và ngoài hai chỗ để ly ở đây thì chúng ta còn có cái hộp để đồ ở đây, và có một cái hộp để sạc không dây cũng như là bỏ những đồ linh tinh vào. Ngồi chiếc xe này thì mình cảm thấy thoáng hơn là cái đời trước. Sau khi đi sáng giờ thì mình cuối cùng cũng đã tới Hồ Tràm với chiếc Porsche Cayenne. Chiếc này thì lâu rồi mình mới được cầm lái, và mình chưa quen với cảm giác của một chiếc Porsche cỡ lớn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các cảm nhận của mình về ngoại hình ha. Đây, chúng ta sẽ đi từ trước ra sau. Phần đèn trước của Cayenne đã có sự thay đổi so với đời trước. Các bạn sẽ thấy là nó nhiều đường cong hơn. Đây, chiếc đèn nó nhiều đường cong hơn. Cái mí đèn nó khác nhiều. Phần thân xe, các bạn sẽ nhìn nè, cái góc của cái đèn nó sẽ giảm cái độ bầu bỉnh chỗ này. Nó không còn bầu bỉnh nữa mà là một đường thẳng cắt lên trên. Mâm của chiếc này là đang đi mâm 21 và mâm 22. Mâm 22, và xe này là nghe nói là nó có thể đi mâm từ 20 tới 22 luôn đó mọi người. Cũng như những chiếc Porsche khác thì cái kính nó được nằm trên cửa. Rồi, chúng ta sẽ đi ra phần đuôi xe. Có gắn sẵn một cái kính cánh gió phía sau luôn nè. Xe này đã được build cái bô thể thao rồi nha mọi người. Hồi nãy mình chạy thì khi mà chúng ta đạp ga tăng tốc, khi chuyển số thì sẽ có một cái tiếng nó chuyển số. Lúc mà hệ thống đánh lửa nó ngắt để mà chuyển số thì nghe âm thanh nó đã lắm. Và nhìn ra phía sau các bạn sẽ thấy là cũng có hệ thống khuếch tán khí động bên dưới nè. Về ngoại hình của chiếc Cayenne Coupe này thì thôi, tuyệt vời. Rồi. 7 tỷ rưỡi cho một cái xe đã build đầy đủ option. Chúng ta sẽ nhìn xuống cái phần gầm. Chỉ là một cái clip review nhanh cho các bạn xem về vận hành cũng như là ngoại hình của chiếc Cayenne Coupe thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ hơn nội thất của chiếc Cayenne Coupe. Đây, các nút bấm trên cửa cũng đã khác với lại những chiếc Porsche khác ha. Không còn một cái viền inox ở trên này nữa. Đây là cái nút mở cốp xe nè. Rồi, ghế chỉnh điện có bơm ghế. Như lúc đầu mình có nói thì chúng ta sẽ thấy là có cái nút đề engine start stop. Thông thường thì trên những chiếc Porsche khác thì chúng ta sẽ có một cái núm vặn. Rồi, một cái dải màn hình kéo dài từ bên phải qua bên trái luôn, mình sẽ mở cho mọi người xem. Và màn hình bên ghế phụ này á thì được dán cái miếng dán chống nhìn trộm, các bạn nhìn thấy không? Chỉ cần nghiêng qua tí xíu thôi là chúng ta sẽ không thấy được. Đó. Còn vị trí của người lái, chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái hộp để điện thoại vô để sạc nè.
hai cái lỗ nguồn USB-C và tắp lô. Các bạn sẽ thấy là cái tắp lô bây giờ nó đã khác với cái tắp lô đời trước. Chỉnh máy lạnh rồi xong rồi các tính năng khác thì chúng ta sẽ dùng cái nút gạt chứ không phải cảm ứng ha. Cái hộp để đồ. Còn bên này là cái hộp tủ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nhưng mà ở vị trí của người ngồi phía sau để xem chiếc xe này êm hay không. Thực ra thì chiếc Cayenne nó hơi khác với những chiếc xe khác khi mà chúng ta ngoài việc mua một cái xe mà cảm giác lái nó tuyệt vời của Porsche ra thì chúng ta còn suy nghĩ tới gia đình nhiều hơn. Thì Cayenne là chiếc xe dành cho các bạn. Thường thì chúng ta sẽ mua những chiếc Macan nếu như thích lái, hoặc là 718 hoặc là 911. Hoặc là nếu như mà thích sedan thì chúng ta sẽ mua Panamera. Còn Cayenne thì lại là một chiếc xe mà Porsche nhưng mà hướng về gia đình nhiều nhất trong số các xe Porsche còn lại. Ở trên chúng ta sẽ thấy có một cửa sổ trời panorama ha. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp ở vị trí người ngồi phía sau để xem là ngồi phía sau nó có êm, có thoải mái và có rộng rãi hay không ha. Khi đề máy lên thì cũng nghe cái tiếng bô của chiếc Cayenne này cũng rất đặc sắc như những chiếc Porsche khác, vẫn thể hiện được đậm tính thể thao của một chiếc Porsche. Phía sau chỗ ngồi là phải nói là siêu rộng luôn, chỗ thấy chân nè, cực kỳ rộng rãi luôn. Chúng ta chỉnh mấy lần chỗ này. Thực ra thì ở vị trí người lái thì nếu chúng ta cần chỉnh cái chế độ lái cũng như là chế độ của phuộc hoặc là nâng gầm, hệ thống bô thì chúng ta sẽ điều chỉnh trên cái màn hình cảm ứng phía trên. Và ôi trời ơi, đạp ga một cái là mình từ ngoài trước văng ra ngoài sau luôn. Thì với cái kiểu chạy của bạn Hiếu phía trên thì nếu mình là mẹ bạn ấy thì mình sẽ chửi. Và đặc biệt đó là ngồi phía sau rất êm nha mọi người. Đây là cái xe mà nếu các bạn muốn mua Porsche mà chở gia đình thì đây là cái xe dành cho các bạn. Cực kỳ êm luôn. Chung quy lại thì mua xe gia đình thì chúng ta chỉ cần như đó thôi. Còn cái người lái thì vẫn đang lái một chiếc Porsche. Mà thật sự thì để đi một chiếc Porsche thì khó mà chạy bình thường lắm đúng không Hiếu? Một người có tính mà gọi là rất là hiền nhã nhặn mà lên xe này là không hiền nữa. Ý người khác rồi. Ý em nói em á đúng không? Đúng rồi. Người điềm đạm như Hiếu mà lên xe Porsche chạy. Mỗi khi chuyển số thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng backfire bụp bụp. Ở góc này thì các bạn sẽ khó thấy nhưng mà đây là cái rèm nha mọi người. Đây đó, cái rèm nè. Ý, khi xếp lại thì không thấy gì luôn. Chúng ta sẽ khi mà đóng kính lại chúng ta chỉ cần gạt lên thêm một nấc nữa là cái rèm sẽ lên. Wow, đẹp quá. Đây là cái bản technical data của chiếc Porsche Cayenne nè. Động cơ turbocharged V6 3 chấm, công suất tối đa 353 PS, nguồn xoắn tối đa là 500 Nm, không lên 100 trong vòng 5.7 giây. Wow. Tốc độ tối đa là 248 km/h. Xe này thì được build cái option như sau, đó là màu sơn xám. Màu sơn xám là hết 174 triệu. Đèn matrix 165 triệu. Bô thể thao 208 triệu. Kính cách nhiệt cách âm đa lớp 121 triệu. Mâm 22 là 300 triệu. Bánh dự phòng 20 inch là 27 triệu. Nội thất 2 tông màu là 390 triệu. Trời ơi. Ốp bật cửa carbon phát sáng 95 triệu. Ê, đèn logo cánh cửa là 20 triệu nè. 20 triệu. Mày làm gì? Lọc không khí trong xe 30 triệu. Màn hình hiển thị thông tin ghế phụ. Ủa cái này tưởng đâu là base area là option nè. Option hết á. 53 triệu. Ai cho công cái mền đó. Bằng 3 cây iPad. Ê, 5 cây iPad chứ hả? Hệ thống Lane Train Assist hỗ trợ chuyển làn là 60 triệu. Cửa hít 51 triệu. HUD 94 triệu nha Hiếu. Đúng rồi đó. Trời ơi, tức là HUD cái 100 triệu mà. Ừ,
Tức là mua Porsche mà bản cỡ chuồng á thì giá rất rẻ, nhưng mà mua Porsche mà bản đầy đủ á thì giá có thể lên tới. Chiếc này có một cái điểm rất là hay, đó là càng ngồi càng khoái và càng lái càng thích. Cho nên là mình với Hiếu sau khi mà ngồi xong và lái xong thì giờ đang suy nghĩ tới bán miếng nào để mua. Sau một ngày đi với chiếc Porsche Cayenne thì bây giờ mình đã về lại tới Sài Gòn. Thì theo cảm nhận của bạn Hiếu cũng như là cảm nhận của mình lúc sáng, lúc mà xuất phát trên đường thành phố, thì chiếc Cayenne nó mềm mại và nó không tỏ ra là một cái xe quá bự khi đi trong thành phố đâu. Đi khá lanh. Tuy nhiên là các bạn nên đi ra ngoài Porsche ngay quận 7 để lái thử thì sẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Dù gì là những cái chia sẻ của mình chỉ là những cái chia sẻ miêu tả thôi. Ok, bye bye mọi người. Nhớ subscribe kênh CV Việt Nam nha. Bye bye.